Xin chào mọi người, hôm nay Trinh đang ở Pflugerville, Texas, gần Austin. Trinh có một người rất là quan trọng và Trinh rất là ngưỡng mộ. Bạn ấy là một người Việt Nam, mà người phụ nữ làm về commercial, mà không phải là investor hay là broker đơn giản, mà một người developer và investor herself. Và hôm nay tụi mình đang đứng ở một cái project của cậu đang xây được ba cái building rất là lớn. Và xin mời mọi người gặp Leslie Trâm Lê. Hi, xin chào mọi người. Em là Leslie Trâm Lê. Thì em muốn welcome mọi người tới cái project ở Pflugerville. Thì cái project này Trâm nghĩ là tại vì cái quan trọng của Trâm là trong cái ngành commercial mà những cái người small business owner đó, cái product mà nhỏ nhỏ như vậy thì những người mà investor nhỏ nhỏ hoặc là những người mà business owner muốn có cái cần á thì họ có thể mua được, investing to their business as well. Thì giống như, thí dụ như đơn giản giống như mà cái tiệm nail salon mà thí dụ mà mình đi mướn người ta đó, tiền tháng cũng 3-4 ngàn cho 1.500 square foot. Họ có thể mua cái này 400-500 ngàn mà họ có thể mở cái business ở đây mà thành it become your own place. Rồi sau này nó lên giá, mình có thể bán được cái real estate, được cái equity. Rồi nói chung là cái đối với mình á thì you know we come from you know cái business, nhưng mà cộng thêm mình tới đây mình thì khi mà mình đến đây mình thấy cái opportunity đó là những cái opportunity lớn dành cho những người đó, những người nhỏ thì business nhỏ người ta không có thể khả năng mua nguyên một cái building. Thì Leslie đã nghĩ đến cái người buyer, người end user, người tenant và build những cái ba cái building này nó tổng cộng là 33 gần 34.000 square foot, khoảng được 25 unit. Được 25 cái unit nhỏ và Leslie bán từng căn và bán gần khoảng 2/3. Yeah, gần với 2/3 rồi. Giữ lại một số cho invest nữa. She's very smart and have a business mind. Có tenant nào mà không muốn mua nổi mà muốn vô đây thì Leslie giữ lại để cho tenant đó lease, để giữ cash flow. Còn những cái unit khác thì Leslie bán. Dạ, thì nói chung là mình nghĩ tới cái cách là tại sao mà làm sao mà để cho người ta được win-win. Và giống như mình develop thì đương nhiên mình phải make a profit, nhưng mà còn mình phải nghĩ tới cái community nữa. Nếu mà họ có thể mua được thì họ có thể invest được thì cái in their future họ sẽ có thể giữ được, hoặc họ bán như thế nào đó. It's something that they can save very for themselves. Yeah, so that's why the project now that is dear to my heart. Baby của Leslie. Yes. Khi mà start cái project á thì Leslie coi cái miếng đất này, thì cái miếng đất này khoảng được 2 mẫu. 2 mẫu thì khi mà nhìn vô đó, nếu mà mình build về retail á thì mình build khoảng chừng được có 16.000 square foot thôi. Nhưng mà cái khi mà mình nghĩ tới làm flex space như vậy á thì cái team của Leslie có thể turn it into 34.000 square foot lượng. Cho nên đó mình có hai cái cách mà mình làm, đó là mình có first floor and mình có thêm cái này nó gọi là second floor hoặc là cái mezzanine. We can walk over here. I will show you a little bit more. This is all industrial. You see the industrial look? Mm-hmm. Metal, huh? Metal. All metal. Industrial. Very, very. It's all concrete. Very aluminum home. Yes, aluminum frame. Yeah, insulation. Steel insulation. Nhưng mà mình deliver là finish. Wood sheetrock, ball room. Wow. And then tape. Float room. Wow. And then they can put a fresh coat of paint, they go move in business. Yeah, so ở trên đây nó làm cái văn phòng. You know, like làm cái văn phòng ở trên đây and then storage. Có restroom downstairs. Ở dưới hả? Oh, yeah. Okay. So cái storage ở dưới, rồi bên đây thì, you know, like, nó thoáng lắm chị nhìn. Còn here's my view is, ví dụ như most of the people vô mà họ có thể dùng như vậy, họ coi đó thì họ giữ cái này open. Còn không, họ bỏ kiến sẵn ở đây, họ đưa lên cái họ thành cái phòng kính luôn. Oh yes, block luôn cái phòng này lại thành luôn. Cái phòng kính luôn. So cái vấn đề là tụi em chừa cái kiến này ra để that's cho an option. That's an option mà họ muốn đưa lên all the way or họ giữ lại như vậy. Okay. So this is a little bit harder to build. You know, this is almost like class A structure. Tại nó có cái này nè, mình muốn make sure nó strong để nó hold cái weight.
mà nó có nhiều unit nữa, rồi lỡ người ta mở ra là mấy cái safety rất là quan trọng. Dạ, cho nên mình xài nhiều material thôi. Mà chưa nữa toàn là kiến không à. Ồ, cái phiên ngày trước đó là kiến. Frame này là kiến hết chị. Frame kiến hết. Yeah. Down there too. Yes. Wow, that will look very nice. Very open. Nó giống modern. Như retail, modern, industrial look. Yeah. Thì nó ra được một cái product như vậy thì mình nó worth it. Bây giờ mình own cái unit 400,000 cũng nó y chang như là một cái unit của cái nhà vậy thôi. Mà you can do a lot of business here. Can't wait to see the final product. Absolutely. Come back Rồi cái khi mà mình build, mình nghĩ tới cái end user là giống như vậy. Thí dụ người ta mua vô mà người ta đâu có làm construction đâu chị. Cho nên nó rất là khó cho người ta mà đi mướn thợ, rồi mướn GC, rồi mướn người coi này nọ. Cái đó là người ta rất là reluctant để làm đó, tại người ta không có biết, người ta sợ. Rồi nhiều, ngay cả khi mà người ta có biết đi chăng nữa, nó cũng cost nhiều hơn khi mà cái product nó đã xong rồi. Người ta vô người ta khui cắt này, khui ra, cắt đúng rồi. Cost a lot of more. Yes. Cái effort, cái time. Yeah. So cái lý do đó mà khi mà em build á, thì em nghĩ tới cái người end user họ, cái challenges của họ như thế nào, rồi deal with city, xin permit rồi này nọ hết, thì em mới nghĩ tới là khi mà em design đó là em bỏ thêm người ta cái bathroom, right? They have a bathroom, bỏ AC vô rồi. So bây giờ đến khi mà cái tường á, em cũng làm sẵn cái tường là coi như là thành vanilla shell luôn, là coi như là bây giờ á, chỉ còn nó muốn màu hồng thì bỏ màu hồng lên, mà muốn màu xanh thì bỏ màu xanh lên. Cái bên commercial quý vị gọi là vanilla shell, có nghĩa là đã basic là xong xuôi hết rồi. Có tường, có insulation, có bathroom, air conditioning, điện nước rồi, nói chung là sẵn xuôi hoàn sẵn sàng hết. Còn cái người tenant, với người em như giờ vô người ta sửa sang một chút xíu, giống như là áp bàn ghế hay là tường. Theo cái ý họ muốn là muốn thật. Rồi cái họ lấy cái permit cái họ vô họ mở business được. Còn thay thế gì á, nếu mà mình lấy cái chỗ này mà nó giống như là nó trống, đó là self condition đó, tốn rất là nhiều công thời gian, rồi xin permit, rồi lúc mà build out nữa, rồi phải cái cost nó thật ra nó nhiều, cái cost a lot more than building. Yes and then cái mà em thích ở đây là những cái small business owner họ rất là, tại vì họ không có cần nhiều chỗ lắm, họ cần 1,500 2,000 square foot. Thì cái product của mình là nó fit cho những cái small business owner như vậy. Nhưng mà cái product này nó không có ở trên cái thị trường để cho người ta mua. Cho nên khi mà mình offer cái product này thì người ta có rất là nhiều người họ. Nhưng mà nó rất là flexible nha quý vị. Mỗi cái square feet, mỗi cái unit là khoảng 1,500 square feet. Nhưng mà cái này là back to back. Back to back hoặc là cái front, hoặc là mình có thể connect hai cái unit với nhau. Connect lại với nhau. Cho nên là end user người ta có thể mua hai cái lấy được 3,000 square foot. Cái demand của mình rất là flexible. Những cái unit ở phía sau á, trong also bỏ thêm cái mà roll up door là giống như là cái garage door vậy đó. Thì nó cao lên tới khoảng cỡ đó. Thì những khi mà ví dụ như những cái small business owner mà họ có những cái van như vậy mà họ cần unload những cái box xuống để mà họ carry, hoặc là gần ở đây có Amazon fulfillment center. Mấy cái business, có một cái business họ làm những cái ladle cho bé chơi đó, rồi họ box đó, họ drop it off trên Amazon. Thì những cái vấn đề, những cái business nhỏ như vậy đó, họ có thể dùng như vậy mà họ có thể get in and get out từ trong cái xe như vậy. Thì em nghĩ tới cái flexibility đó thì họ mới dễ cho cái người end user. Thank you everyone. Rất là cảm ơn Leslie hôm nay đã chia sẻ cho cộng đồng người Việt mình hiểu thêm về cái cách xây commercial building như thế nào. Thank you so much. Thank you chị. Thank you for the opportunity and you know, lần sau nếu mà có duyên gặp lại thì mình sẽ cho thêm cái final product.
cho coi cái final product. Cộng thêm một cái nữa, mình có mấy cái project của cái Austin area mình có thể share. Yeah, thank you. Thank you. Cảm ơn.